Nhưng mà khi đến đây thì mới cảm nhận được là cái văn hóa và con người ở đây rất khác biệt so với vùng Nam Á, chẳng hạn như là Ấn Độ, Nepal hoặc là Bhutan. Người dân Sri Lanka mọi người quan sát thấy về khuôn mặt, dung nhan của họ, màu da và ngôn ngữ của họ rất giống với người Ấn Độ. Họ chung với hệ dân tộc, hệ ngôn ngữ của người Ấn luôn. Nhưng mà người dân Sri Lanka có một tính cách rất là dễ thương. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng em Phong Bụi đang có mặt tại thủ đô Colombo của quốc đảo Sri Lanka. Phong ơi, em có thể chia sẻ cho anh và cũng như là cô bác anh chị hiểu thêm đôi nét về đất nước Sri Lanka cũng như là ngay tại thủ đô không Phong ha? Thực sự khi mà đến Sri Lanka, rất nhiều người bạn hỏi là Sri Lanka nằm ở đâu? Và em lúc đầu mà đặt chân đến Sri Lanka thì em cũng vẫn chưa hình dung rằng là cuộc sống, tính cách của người dân Sri Lanka như thế nào. Nhưng mà khi đến đây thì mới cảm nhận được là cái văn hóa và con người ở đây rất khác biệt so với vùng Nam Á, chẳng hạn như là Ấn Độ, Nepal hoặc là Bhutan. Người dân Sri Lanka mọi người quan sát thấy về khuôn mặt, dung nhan của họ, màu da và ngôn ngữ của họ rất giống với người Ấn Độ. Họ chung với hệ dân tộc, hệ ngôn ngữ của người Ấn luôn. Nhưng mà người dân Sri Lanka có một tính cách rất là dễ thương. Và ngoài ra thì gần như là 2/3 người dân theo đạo Phật, cho nên là ở đây mọi người cảm giác là rất hiền hòa và hoan hỷ. Hai cô này là người theo đạo Hindu cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị biết rằng là ở Ấn Độ thì hơn 90% là người theo đạo Hindu. Tuy nhiên Sri Lanka thì ở Sri Lanka thì hơn 70% là người dân theo đạo Phật. Đây là cái nghi thức dân hoa lên cúng Phật, một nghi thức và một cái hình ảnh khá là đẹp ha. Thậm chí là Sri Lanka đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, đã kéo dài 4 năm nay rồi, dịch Covid và khủng hoảng kinh tế sau khi đợt mà vỡ nợ. Và người dân Sri Lanka thích ứng và thích nghi với cuộc sống hiện tại khi mà lạm phát cao và vỡ nợ thì bằng cách là cắt giảm cái bữa ăn. Họ cũng không có phải là phản ứng gay gắt gì hết á. Cho nên là điều này thấy là tính cách của người dân Sri Lanka vô cùng hiền hòa. Phía sau lưng của mình đây là một cái ngôi đền nhà thờ Hồi giáo. Đây là một cái nhà thờ Hồi giáo rất nổi tiếng và mọi người thấy rất đẹp và được đánh giá là nhà thờ Hồi giáo đẹp thứ hai trên thế giới. Và ở Sri Lanka thì như em nói, 2/3 là theo đạo Phật và 1/3 thì theo các tôn giáo khác, thì đạo Hồi, đạo Tin Lành, đạo Công giáo này nọ thì các đạo khác chiếm 1/3. Nhưng mà dù là tỷ lệ 2/3 nhưng mà gần như là trong tâm thức tất cả người Sri Lanka cũng rất là hiền hòa và hướng về đạo Phật rất nhiều. Vậy thì sao cái đợt Sri Lanka phải vướng phải cái tình trạng vỡ nợ thì cuộc sống người dân Sri Lanka cũng như là cái nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ khi mà khách du lịch đặt chân đến đây thì như thế nào? Trước kia thì một ký gạo khoảng hơn 800 hay 8 ngàn rupi, em nhớ là quy đổi tiền Việt Nam thì khoảng có 11-12 ngàn đồng một ký gạo thôi, gần xem với Việt Nam. Nhưng sau khi mà vỡ nợ thì bây giờ giá gạo đã lên 40 ngàn một ký rồi, tức là gấp 3, gấp 4 lần. Xăng thì có khi lên 32 ngàn một lít. Em đang nói giá Việt Nam. Rồi ga sử dụng trong gia đình đã hơn 400 ngàn, gần 500 ngàn một bình. Có nghĩa là mọi vật chất, mọi chi tiêu trong sinh hoạt gia đình đều cao hơn so với hiện tại trước đó. Và mức thu nhập của người dân Sri Lanka ngang ngửa với người dân lao động ở vùng nông thôn Việt Nam, tầm khoảng 2 triệu đến 2,8 triệu, nhưng mà họ phải chi tiêu hơn với cái mức mà họ làm ra. Cho nên là người dân Sri Lanka sẽ chấp nhận cái chuyện đó là cắt giảm bữa ăn, không sử dụng các cái phương tiện đi lại. Chẳng hạn như trước kia xe túc túc á, đi một quãng đường thì khoảng 100 rupee, bây giờ thì sẽ phải mất 500 rupee vì giá nguyên liệu nó tăng. Và người dân Sri Lanka không có tiền để đi thì họ chuyển sang một phương thức đó là chấp nhận là đi bộ. 100 rupee thì nó tương ứng với lại 80 ngàn tiền 100 rupee như là 800 đồng hay 8 ngàn. 8 ngàn tiền Việt Nam. Vậy thì đối với người dân Việt nói về Sri Lanka là lạ rồi, thì việc đi du lịch ở Sri Lanka nó có quá đắt đỏ không hay là nó có khó khăn lắm không? Một cái chuyến bay từ Việt Nam sang Sri Lanka thì mình sẽ quá cảnh hai nơi. Có thể là quá cảnh ở Kuala Lumpur ở Malaysia hoặc là quá cảnh ở Bangkok, Thái Lan. Thì hãng vé máy bay có một hãng vé nó họ sẽ nối chuyến trực tiếp luôn, hãng AirAsia. Giá bình quân không phải là mùa cao điểm thì tầm khoảng từ 6 đến 8 triệu đồng cho cái khứ hồi 4 chặng bay. Thì nó cũng xem với những cái chặng bay nội địa như là Hà Nội đi Phú Quốc hoặc là Hà Nội đi Sài Gòn, khoảng gần 4 triệu một chặng đi, trở về là 8 triệu.
Vậy thì cái ẩm thực ở Sri Lanka nó có khác ở Ấn Độ nhiều không? Ẩm thực Sri Lanka thì gần tương đồng đến 71%. Khác biệt là họ dày dặn bớt curry và họ có nhiều món Tây. Vì ở Sri Lanka thì trước kia thuộc địa của Anh và người Anh họ ở đây rất là lâu và họ khai thác trà, cho nên là người dân Sri Lanka cũng bị ảnh hưởng bởi cái ẩm thực của người phương Tây. Em có chia sẻ rằng giao diện của người Sri Lanka giống với lại người Ấn và kể cả hệ ngôn ngữ luôn. Thì cái cách ăn uống á, anh em mình những ngày lưu trú tại Sri Lanka á, thì họ ăn bằng muỗng nè, hoặc là bằng đũa nè, và thậm chí là họ ăn móc. Thì cái đó là em có thể chia sẻ thêm một tí xíu về vấn đề đó hơn. Người Sri Lanka thì họ xu hướng chính là họ ăn móc. Họ cảm nhận thực phẩm bằng chính cái bàn tay phải của người dân, và họ bị ảnh hưởng một phần bởi đạo Hindu của người Ấn Độ. Và người Sri Lanka thì khi họ dùng thực phẩm á, thì đa phần theo đạo Phật mà, cho nên là trước khi ăn uống gì đó họ dành khoảng 15 giây để cầu nguyện, để đọc kinh, để trước khi ăn. Thì cái hình ảnh đó mọi người sẽ thấy rất giống với các cái vị sư Nam Tông. Và ở đây thì khi mà gặp các vị sư á, mọi người cũng sẽ thấy là rất cung kính. Chẳng hạn như thấy sư là mọi người sẽ tháo dép đứng xuống chạm cái đôi bàn chân, rồi họ cầu nguyện. Ok, chào con, super phê, thương quá. Thầy có thể lý giải cho con rõ là cái hành động mà kính trọng các vị sư ở bên Sri Lanka như vậy là mang ý nghĩa như thế nào thầy? À, thường là giống như thờ Phật á, là cái người dân, người gặp Đức Phật họ sẽ đụng tay, họ vào cái chân của Đức Phật. Thì các sư cũng là đệ tử của Đức Phật, là con của Đức Phật, nên là họ cũng sẽ giữ cái truyền thống đó. Tức là cai họ sẽ đụng vào chân của Đức Phật và đảnh lễ. Và họ phải tháo giày dép ra hết. Đúng rồi, họ phải tháo giày dép, đó là sự cung kính. Mới đi nên là các vị sư ở Sri Lanka khi ra đường á tốn rất nhiều thời gian. Cứ đi đường gặp người dân á, đại chúng á, cái phải dừng lại để cho người dân đại chúng thể hiện cái lòng kính mến với các vị sư. Và những ngày qua thì các anh em, hai anh em cũng đã có mặt tại Sri Lanka và trải nghiệm về ẩm thực văn hóa của người Sri Lanka. Có một điều thì Bùi Hồ muốn chia sẻ là ở đất nước Sri Lanka đối với người Việt Nam thì cũng còn một cái điều gì đó khá là lạ, kể cả cái tên gọi và cái nét văn hóa. Tuy nhiên những ngày lưu trú ngay tại đây là những ngày rất là tuyệt vời. Ngay cả những cái cách của người Sri Lanka đối xử với mình và cái văn hóa, khi mà người Sri Lanka họ đồng ý thì họ sẽ như thế nào ha? Họ đồng ý thì họ sẽ lắc đầu nha. Thay vì họ gật đầu như cách mà người Việt mình, đúng không? Khi sáng nay thì anh Hồ gặp một cái sự cố. Thật là bất ngờ khi mà Bùi Hồ bổ hơn một... Ok. Có một điều thật là bất ngờ khi mà Bùi Hồ cùng em Phong Bụi có chuyến hành trình từ Kandy về lại thủ đô Colombo thì bỏ quên một cái túi như thế này ở trên một cái tầng lửng của cô bác anh chị. Và đây là các anh đã hướng dẫn cho mình rất là nhiệt tình. Và trước khi bàn giao lại cho mình thì các anh sẽ hỏi mình là có kiểm tra coi có mất một cái thứ gì ở trên cái túi mình hay không. Và các anh đã kêu mình chép là kiểm tra lại hết tất cả các hành lý. Và mình cảm thấy rất là, nói chung là rất là hạnh phúc khi mà nhận được hành lý như thế này. Muốn chia sẻ cho cô bác quý chị và một điều rất là thú vị, đó là khi đến Sri Lanka, người dân và tất cả các cô chú đây rất thân thiện. Và mình cảm thấy rất là very happy. Ok, thank you very much. And after that, when I go to there, and wow, so happy and so lucky, I can join the show, and I really love Sri Lanka and Temple of Truth, Kandy. Yes. Yeah. Thank you for your support. You come back again. Yeah. Okay. Yeah. Mình không đưa ra một cái so sánh một cách cảm tính như vậy, nhưng mà với cá nhân mình á, mình trải nghiệm rất nhiều lần ở Ấn Độ. Mình gặp sự cố Ấn Độ rất nhiều, bị mất đồ, bị chạy giá, rồi thậm chí là bị làm khó nữa, mất túi nữa. Ở Ấn Độ thì cái việc mất đồ kiếm lại những cái tài sản của mình rất khó. Nhưng mà sáng nay thì anh Hồ bị sự cố đó là bỏ quên cái laptop, đây cái ba lô này, toàn bộ tài sản rất lớn ở trong này. Nhưng mà đã được mọi người hỗ trợ rất nhiệt tình, và thậm chí là họ rất là hoan hỷ điều đó. Điều này cho thấy rằng là trong cái
tâm thức của người dân Sri Lanka, họ theo đạo Phật lớn á, họ luôn luôn có quan niệm là nhân quả. À, tâm sâu về nhân quả đúng không? Và... nên anh nhớ là lúc cảnh sát có nói một điều là tôi là đạo Phật mà, nên là tôi không có nói láo đâu. Đúng rồi. Đó, và thậm chí là hướng dẫn rất nhiệt tình xem coi kiểm tra có mất một cái thứ gì ở trong cái ba lô của mình. Nói với Bùi Hồ nên mở ra hết xem hết và có mất thứ gì không. Và hướng dẫn tận tình, sau đó là chụp hình quay phim. Nó làm xoa dịu cái tinh thần của mình, khi mà cái tinh thần của mình mà bị mất đồ ở một cái đất nước xa lạ, nó sẽ dễ bị khủng hoảng tinh thần lắm. Và đây là một bác tài xế rất là tốt bụng. Khi mà Bùi Hồ vừa xuống tàu thì bố quên gọi taxi đi á, thì bác này quay trở lại chỉ rất là nhiệt tình để mà ngày hôm nay có được cái ba lô như thế này. Trước khi chia tay thì cũng phải bắt tay lại một cái ha. Và làm cho cái chuyến đi nó mất vui. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ với em Phong đang có mặt tại thủ đô Colombo của đất nước Sri Lanka. Mong rằng cô bác anh chị ở Việt Nam cũng có cơ hội nên đặt chân đến đất nước Sri Lanka một lần để trải nghiệm về nét văn hóa một đất nước mà Phật giáo là quốc giáo ngay tại đất nước Sri Lanka. Thông tin với mọi người là ở Sri Lanka mọi người sẽ có hai điều thú vị. Thứ nhất là mọi người được chứng kiến ba cái báu vật của quốc gia này. Thứ nhất là xa rời răng Phật của Đức Phật. Thứ hai là cây bồ đề đậu, cây bồ đề mà Đức Phật từng ngộ đạo. Và thứ ba đó là cây bình bát mà Đức Phật đi khất thực. Và điều đặc biệt nữa ở đây mọi người sẽ được trải nghiệm ẩm thực Việt Nam. Có một số nhà hàng Việt Nam ở ngay tại thủ đô Colombo. Và một điều đặc biệt nữa mọi người được đến viếng một ngôi chùa Việt Nam tại Colombo, là xin lỗi là tại Kandy, Sri Lanka, nơi mà rất gần với chùa Xá Lợi Phật. Nếu mà mọi người tới đó đảnh lễ có thể ghé ngôi chùa Việt Nam. Anh nghe một số người nói rằng đây là một cây bồ đề mà có tuổi đời hơn 2.000 năm, mà phải nói là cây bồ đề lâu nhất ở trên thế giới này. Cây bồ đề gốc của đó. Đức Phật á. Hiện giờ cây bồ đề ngay tại bồ đề Đạo Tràng, Ấn Độ là cây bồ đề cũng đã chiết nhánh từ cây bồ đề Sri Lanka, chiết ngược lại. Tại vì sau khi mà cuộc chiến tranh tôn giáo ở Ấn Độ á, thì đạo Hindu họ muốn tiêu diệt đạo Phật, họ giết rất là nhiều nhà sư và họ chặt phá những cái gì đó của liên quan đạo Phật. Cho nên là cây bồ đề gốc ở đó đã bị hư, bị chết rồi. Thì may mắn thay thì khi mà cây bồ đề đó có một cái bồ đề con đã được người dân mang qua Sri Lanka trồng, và bây giờ cái con đó sinh sôi nảy nở là 2.000 năm rồi. Một thông tin khá là thú vị, và đối với những người mà Phật tử hãy nên đặt chân đến đất nước Sri Lanka, một quốc đảo ngay tại Ấn Độ Dương. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ chia sẻ những hình ảnh tiếp theo cho cô bác quý vị. Cảm ơn em nhiều nha Phong ha.